Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Ai chưa đăng ký kênh cho một lượt like đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin quan trọng, những kèo Europe và những kèo trade đến từ kênh YouTube của em ha. Rồi video này em sẽ cập nhật cho chúng ta lấy cái code của Honor Tab ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 16 tháng 8 anh chị. Thì em ra video này cũng hơi trễ, mọi người thông cảm ha. Chúng ta vào trong cái Honor Tab giùm em. Rồi chúng ta mở cáp lên. Chúng ta mở con bóp lên. Anh chị chờ nha. Có thể là nó bị lắc anh chị. Chúng ta nhấp vào ba chấm tròn phía bên phải, chúng ta chọn cái mục tải lại trang nha, cho nó reset lại nó mới vào được. Rồi chúng ta vào cái mục mật mã ngày, thì code của cái dự án này hôm nay ngày 16 tháng 8 là 281, em nhầm nha, 281 321 476. Rồi ở đây có nhiều anh chị nói là sao rút nó không về Honor, thì anh chị xem coi cái mục nhiệm vụ này nè. Chúng ta kéo lên coi anh chị đã liên kết Honor này, chúng ta đã liên kết cái này với bên cái sàn Honor chưa, và Honor chúng ta tải về, chúng ta đã KYC xác minh và chúng ta có nạp tiền vào để đạt điều kiện hay không ha. Và chúng ta nhấp vào cái mục rút đây, chúng ta chọn tối đa hoặc là theo cái số lượng của mình muốn ha. Rồi rút về quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào cái mục farm ở đây, thì mỗi ngày chúng ta sẽ có các chu kỳ thì chúng ta farm ha. Rồi chúng ta nhấp vào mục bạn bè ở đây nếu anh chị có giới thiệu luôn đó. Rồi thông tin liên quan về đăng ký cái sàn Honor, cách kiếm tiền, nạp rút này kia, thông tin liên quan anh chị xem hết cho bằng mô tả giùm em ha.